Quang Nghi Music, Kenny Duy Tân, Dân Quảng Ngãi, Chu Thi Quang Phò. Khi tôi cầm cây viết trên tay và cảm xúc chảy thành dòng là lúc dòng máu lan tràn khắp cơ thể là dòng huyết mạch của sông Trà Khúc. Nắng về chiều giờ cũng dần khuất sâu đỉnh núi một chút, nỗi nhớ quê bắt đầu dùng dập người con xa xứ xin gửi đến người một khúc ca. Và đó là khi xa quê rồi tôi mới thấy nhớ, nhớ cánh đồng thơm mùa lúa chín, nhớ từng cánh diều của những ngày thơ, nhớ từ thành phố đông người, nhớ đến con đường thôn quê lối vắng, nhớ vị ngọt của mạch nha, nhớ đêm vị mặn sao hình mũ trắng, nhớ cơn gió mát khẽ tạt vào lòng khi đứng một mình trên núi Thiên Ấn, nhớ cảm giác được uống vài chai bờ kè nhộn nhịp khi phố lên đèn. Và công viên Ba Tơ, nơi lần đầu tôi gặp người ấy, là nơi bắt đầu tình yêu thật đẹp vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay. Tôi muốn được đi xích lô xung quanh quảng trường, và tôi muốn được ngậm một chút hương quế trà bồng như vẫn còn vương. Tôi muốn ngủ trong ngôi nhà có mẹ có cha ở đất Nghĩa Hành. Quảng Ngãi ơi nhớ lắm, đất mẹ thân thương nơi tôi sinh. Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi. Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người Quảng Ngãi. Nếu so sánh như tôi với họ, tôi đây chẳng bằng ai. Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi. Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi. Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người Quảng Ngãi. Nếu so sánh như tôi với họ, tôi đây chẳng bằng ai. Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi. Nhớ người dân Quảng Ngãi, dải nắng dầm mưa, chân lấm tay bùn đôi vai vác nặng, vẫn âm thầm đưa những đồng tiền đó lên đất dạy thành, nuôi con ăn học thức khuya dậy sớm. Hỏi họ có mệt, họ đáp rằng không. Người nói với tôi cuộc sống của họ đơn giản là sự hy sinh cho tất cả những người mà họ yêu mến cả đời. Họ không chỉ sống vì mình, da rám nắng, tóc bạc đầy, họ phải từng ngày chống chọi khó khăn và trong dáng người nhỏ bé gầy hao là một ý chí lớn hơn gấp ngàn lần. Tình thương người đã là truyền thống từ đời này sang đời khác. Họ tập cho mình thói quen tự lập và không dựa dẫm vào người khác. Mẹ tôi nói điều tối kỵ nhất của người quê ta là tính lười nhác, có công mày sắc có nghề nên kim, câu nói mà cha tôi vẫn thường nhắc. Và tôi luôn tự hào là người con Quảng Ngãi. Tôi xa quê đã mấy năm trời và từng nỗi nhớ nó vẫn còn đây, vẫn còn bay trong bài hát con gửi về đất mẹ kính yêu. Nhớ Quảng Ngãi thân thương, một dòng cảm xúc lúc về chiều. Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi. Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người Quảng Ngãi. Nếu so sánh như tôi với họ, tôi đây chẳng bằng ai. Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi. Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi. Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người Quảng Ngãi. Nếu so sánh như tôi với họ, tôi đây chẳng bằng ai. Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi. Thank you.